À, mến chào nha, mình tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Và một clip mới nhất vào buổi chiều tối của ngày 15 tháng 1 thì đến với clip buổi chiều tối ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được vài sản phẩm rất là đẹp để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha. Hôm nay có rất là nhiều sản phẩm đẹp ha. Hôm nay có cây tiền sông cốc gạt đàn rất là lớn này, có hai cặp tỳ hưu, rồi một bộ lục lạc quan công tượng Bắc Hồ và tượng gồng nhã ngọc luôn nha cả nhà mình ha. Rất là nhiều sản phẩm đẹp sẽ có trong video ngày hôm nay mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình. Rồi sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm sẽ có trong video ngày hôm nay để giới thiệu cùng cả nhà mình. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh nha. Rồi mã số 1 trong ngày hôm nay là giới thiệu cho cả nhà mình đây một tác phẩm thiền bồm nha, thuận bồm xuôi gió ha. Một những sản phẩm cực kỳ hay, cực kỳ đẹp mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Đây là mã số 1 trong ngày hôm nay ha, một chiếc thiền bồm thuận bồm xuôi gió. Thì tác phẩm này mã số 1 có trong video ngày hôm nay. Thì chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 30-35. Rồi bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 44-45 cm. Chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 1 ha. Mã số 1 này có giá giao lưu với cả nhà mình một chiếc thiền bồm như thế này. Có giá giao lưu với cho mình mã số 1 ngày hôm nay là 3.900.000. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc nha, mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là giới thiệu với mình là còn được một con rồng nha. Đó, mã số 2 là một con rồng rất là to. Mã số 2 ha. Một con rồng nhả ra một quả châu ha. Nhả ra một quả châu màu xanh. Chất liệu bằng đồng. Ở dưới là hình ảnh hũ tiền ha, tổng trọng lượng khoảng 12 kg. Chiều cao tổng thể là khoảng là 44 cm. Rồi bề ngang tổng thể là khoảng 25. Chất liệu bằng đồng. Và một con rồng hũ tiền như thế này. Có giá giao lưu cái nhà mình là 4.500.000 nha. 4.500.000 cho mã số 2 có trong video ngày hôm nay. Mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 2 nha. Rồng hũ tiền mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì giới thiệu với cả nhà mình còn được một con đại bàng ha. Mã số 3 của ngày hôm nay là một con đại bàng nha. Con đại bàng chất liệu vận đồng. Đại bàng ha. Đại bàng đứng trên cành tùng rất là to. Tổng trọng lượng tác phẩm này 10 kg. Và chiều cao tổng thể của tác phẩm này rơi vào khoảng là 39 cm. Và bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 34. Chất liệu bằng đồng. Và một con như thế này có giá giao luôn với cả nhà mình là 4.500.000. 4.500.000 ha. Bao luôn phí ship toàn quốc cho mình nha. Mình có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ đặt hàng giúp em ha. Kênh của em là Đồ Cổ Cần Thơ nha. Địa chỉ là huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Đây là mã số 3 có trong video ngày hôm nay. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 của ngày hôm nay là giới thiệu với cả nhà mình một tượng quan âm cửu long ha, chất liệu bằng đồng. Đây là tượng quan âm cửu long cho mã số 4. Đây các anh em xem đây. Đó, tượng hình ảnh mẹ quan âm cửu long ha, phía sau là 9 con rồng nha, chất liệu bằng đồng. Và tác phẩm này tổng trọng lượng là 4 kg. Tổng trọng lượng là khoảng 4 kg 3. Thì chiều cao tổng thể của mã số 4 này rơi vào khoảng là 35 cm. Bề ngang là có khoảng là 17, chất liệu bằng đồng, có giá giao lưu cả nhà mình là 2.600.000. 2.600.000 cho tượng mẹ quan âm cửu long ha. Mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là cây tiền cốc ha. Mã số 5 là một cái cây tiền sông cốc có hai chú cốc đây. Đây là mã số 5 có trong video hôm nay, tổng trọng lượng là khoảng 5 kg. Và chiều cao tổng thể là tầm có khoảng là 24 cm. Bề ngang là có khoảng là 17, chất liệu bằng đồng. Và một cái cây tiền sông cốc như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình, một cái cây tiền sông cốc như thế này là 1.800.000 ha cho mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 thì còn được một cái đỉnh trúc nha. Mã số 6 là một cái đỉnh trầm trúc ha. Chiều cao tổng thể của cái đỉnh này rơi vào khoảng là 25. Bề ngang là có khoảng là 14 chứ. Chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng là khoảng một ký sáu cho một cái đỉnh như thế này. Đây là mã số 6 có trong video ngày hôm nay. Và một cái đỉnh trúc như thế này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Một cái đỉnh trúc như thế này là 1.600.000. Bao luôn phí ship toàn quốc nha. Đây. Ở đây có chạm chim ha. Đó đỉnh đây. Rất là đẹp nha. Rất là đáng để sưu tầm ha, mã số 6. Và tiếp theo mã số 7. Mã số 7 thì cuối ngày hôm nay thì bên em còn được một cặp chim công nha.
một cặp chim công chất liệu bằng đồng cho mã số 7. Đây, cặp chim công khổng tước ha. Bao gồm 2 con. Cho mã số 7 thì mã số 7 này tổng trọng lượng là khoảng 1,8 kg. Và bề ngang tổng thể cặp chim công này rơi vào khoảng là 16 cm, rồi chiều cao là 17, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu cả nhà mình một cặp như thế này là 1,6 triệu cho một cặp chim công chất liệu bằng đồng mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 thì bên em còn được một cái đỉnh nhất long nha. Mã số 8 là một cái đỉnh nhất long chất liệu bằng đồng, hình ảnh một con rồng ha. Đang cầm lên một cái đỉnh cho mã số 8. Có tổng trọng lượng là khoảng 1,5 kg, chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 23. Bề ngang tổng thể là có khoảng là 14 cm, chất liệu bằng đồng, hình ảnh một con rồng nha, một cái đỉnh nhất long của ngày hôm nay. Để cái này mình xem đây, một đỉnh nhất long ha, một con rồng và một quả trâu. Và một cái đỉnh nhất long như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình 1,7 triệu. 1,7 triệu bên em bao luôn phí ship toàn quốc ha, cho mã số 8. Mã số 8. Đây là mã số 8 nha cả nhà mình ha. Và tiếp theo mã số 9. Mã số 9 của ngày hôm nay thì bên em còn được tiên đồng ngọc nữ ha. Mã số 9 là tiên đồng ngọc nữ nha, chất liệu bằng đồng. Thì hai tượng này rất là đẹp, một bên là tiên đồng, bên ngọc nữ. Cho mã số 9. Thì mã số 9 tổng trọng lượng là khoảng 6,8 kg, gần 7 kg. Chất liệu bằng đồng. Và hai tượng như thế này, mã số 9 chiều cao tổng thể là 30 cm, bề ngang là tầm khoảng là 14, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp tiên đồng ngọc nữ như thế này là 3,5 triệu, bao luôn phí ship toàn quốc ha, mã số 9. Mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 trong ngày hôm nay là một cặp tỳ hưu. Đó. Mã số 10 ngày hôm nay là một cặp tỳ hưu chất liệu bằng đồng, tỳ hưu như ý. Thì bao gồm 2 con như thế này. Tỳ hưu ha. Tỳ hưu như ý chất liệu bằng đồng cho mã số 10. Tổng trọng lượng là khoảng 2 kg cho một cặp tỳ hưu như thế này. Đây cả nhà mình xem nha, ở dưới là nảnh gậy như ý ha. Tỳ hưu đây. Đó, tỳ hưu chất liệu bằng đồng. Và chiều dài tổng thể của cặp tỳ hưu này rơi vào khoảng là 18. Rồi chiều cao là 14 cm, chất liệu bằng đồng. Có giá giao lưu cả nhà mình một cặp như thế này là 1,4 triệu nha. Trên đây có gậy như ý ha. Đây là mã số 10 có trong video ngày hôm nay, là mã số 10. Tỳ hưu như ý. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 là một cặp chim công. Đó, một cặp chim công chất liệu bằng đồng. Cặp chim công này tổng trọng lượng là khoảng 1 kg thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Và chiều dài tổng thể là có khoảng là 32. Rồi chiều cao là có khoảng là 16 cm, chất liệu bằng đồng. Còn một cặp chim công như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp chim công là 1,3 triệu ha. Bao gồm 2 con nha, 2 con chim công chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 của ngày hôm nay còn là một cặp tỳ hưu ha. Cặp tỳ hưu này nhỏ thôi, rất là thích hợp để bàn thần tài thổ địa nha. Cặp tỳ hưu chất liệu bằng đồng. Tổng trọng lượng là khoảng 1,2 kg. Và chiều dài tổng thể là có khoảng là 18. Bề ngang tổng thể là 10 cm, chất liệu bằng đồng. Một cặp như thế này, bên đây có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,000,000 đồng thôi nha. Ở đây một cặp nhỏ, hai nhỏ xinh xinh, rất thích hợp để bàn thần tài thổ địa nha. Cặp này thì chỉ giao lưu với cả nhà mình 1,000,000 đồng thôi. Mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha. Ở đây là mã số 12 có trong video hôm nay. Số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 thì hôm nay còn được một con hổ ha. 13 của ngày hôm nay là một con hổ hữu tiền. Một con này tổng trọng lượng là khoảng 3,2 kg. Và chiều cao tổng thể 21. Chiều dài tổng thể là có khoảng là chiều dài tổng thể là có khoảng là 23, chất liệu bằng đồng. Và một con hổ như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,6 triệu. Bên em bao luôn phí ship toàn quốc nha. Một con hổ hữu tiền ha, mã số 13 có trong video hôm nay. Đây là mã số 13 mà bên đồ cổ Cần Thơ giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 của ngày hôm nay. Đó là con bộ lục lạc nha, một bộ lục lạc chất liệu bằng đồng. Bao gồm 16 cái. Đây cái này em xem đây. Ghi là ghi da nha. Bộ này tổng trọng lượng là khoảng 1 kg, bao gồm 16 cái lục lạc chất liệu bằng đồng. Và một bộ như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình
chỉ 900 ngàn thôi nha. Trong một bộ lục lạc ha, bao gồm 16 cái nha. Chất liệu vân đồng xưa rất là đẹp. Đây là mã số 14. Mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng với nhà mình ha. Đây mã số 14 nha. Bộ lục lạc chất liệu vân đồng xưa. Rồi 15. 15 là một bộ chim cú. 15 là chim cú chất liệu vân đồng bao gồm 3 con. Đây là một bộ chim cú chất liệu vân đồng xưa ha. Tổng trọng lượng khoảng 4,2 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 27. Rồi bề ngang tổng thể là 30 cm. Chất liệu vân đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ chim cú như thế này là 3 triệu đồng. Bao luôn phí ship toàn quốc cho mình nha. 3 triệu đồng cho một bộ chim cú ha. Đây mã số 15 có trong video hôm nay nha. Mã số 15 ha. Rồi tiếp theo mã số 16. 16 là một con mã số 16 là một con rồng. Tổng trọng lượng là 4,5 kg. Rồi chiều cao tổng thể là chiều cao tổng thể là 37 cm. Và bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 25. Chất liệu vân đồng. Con này có giá giao lưu cả nhà 1,9 triệu. 1,9 triệu cho một con rồng của ngày hôm nay nha. Đây là mã số 16 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Một con rồng chất liệu vân đồng nha. Đây cả nhà mình xem đây, nhà rồng nhã ngọc chất liệu vân đồng. Mã số 16. Rồi mã số 17. 17 ngày hôm nay còn được một con đại bàng. Đó, còn được một con đại bàng ha. Con đại bàng. Mã số 17 tổng dung lượng là khoảng 3,8 kg. Chiều cao tổng thể là 34. Bề ngang là 28, chất liệu vân đồng. Có giá giao lưu cả nhà mình một con đại bàng như thế này là 2,6 triệu. Bao luôn phí ship toàn quốc cho mình nha. Bao luôn phí ship toàn quốc cho mình mã số 17. Có trong video hôm nay, mã số 17 ha, nguyên một con đại bàng. Rồi mã số 18. 18 này còn một cái gạt tàn to như thế nào nha. Mã số 18 ha. Một cái gạt tàn rất là to nha, của Trung tâm huấn luyện Thủy quân lục chiến Huế Đà Nẵng. Mã số 18 của ngày hôm nay. Và đường kính gạt tàn là khoảng 17 cm nha. Đó, về trọng lượng là tầm có khoảng là 2,7 kg. Chất liệu vân đồng, rất là dày. Cái gạt tàn rất là to. Có giá giao lưu với cả nhà 1,5 triệu thôi ha. US 1968, rất là to, rất là nặng. Rồi đây là mã số 18. Tiếp theo mã số 19. 19 là tượng Quan Công. Quan Công đồng Pháp Lam. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 23. Bề ngang là 14 cm, chất liệu vân đồng. Và tượng Quan Công Pháp Lam như thế này. Có giá giao lưu với cả nhà mình. Tượng Quan Công Pháp Lam như thế này, có giá giao lưu với cả nhà 1,7 triệu. Đây là mã số 19. Và cuối cùng trong ngày hôm nay là mã số 20, là giới thiệu với cả nhà mình một bộ cồng chiên nha. Một bộ chiên của người dân tộc Tây Nguyên ha. Bao gồm 5 cái. Tổng trọng lượng là tầm khoảng là 4,2 kg cho một bộ như thế này. Cái nhỏ nhất là 21 cm và cái lớn nhất là tầm 29 cm nha. Bao gồm 5 cái từ nhỏ tới lớn. Chất liệu đồng xưa nha cả nhà ha. Rất là vang nha. Đó, bao gồm 5 cái một bộ cồng chiên của người dân tộc Tây Nguyên như thế này. Một bộ sắp lại ha, từ nhỏ tới lớn. Mình về mình có thể treo ha, từ nhỏ tới lớn rất là hay nha. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 2,5 triệu. Cho một bộ 5 cái như thế này. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video hôm nay mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình. Rồi xin chào và hẹn lại cả nhà vào những video tiếp theo của những sản phẩm đẹp độc và lạ bên đồ cổ Cần Thơ em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.